Dữ dội quá, 100 điểm luôn. 100 điểm thì chắc chắn không phải của Nobita rồi. Thắc mắc là cái gì? Chính xác, trên không có ghi tên của Nobita đây nè. Vậy thì bài đó chắc chắn cũng không phải là 100 điểm. Nhất định là viết nhầm tên hoặc là thầy giáo cho sai điểm thôi. Đâu mà Thành nói nghe nè Shizuka, nếu mình được 100 điểm thì lúc đó cậu nghĩ ra sao hả? Cậu có tin không? Nobita, thành tích của một người không phải chỉ do điểm số của bài kiểm tra là có thể quyết định được đâu. Nếu như cậu có bị không điểm thì cũng bình thường thôi. Nhớ đừng có tự ti quá nha. Chúc cậu may mắn lần sau. Mẹ coi nè, mới sáng sớm đầu của mẹ nhức lắm, không muốn thấy điểm số của con nữa đâu Nobita. Nè, đâu đây mà? Sodeo, cậu ngây thơ quá. Nobita làm sao được 100 điểm chứ? Đúng không? Ấy, cậu ấy học dở thế mà. Nobita, cậu mau dậy đi, đây chỉ là mơ thôi. Nobita, cậu mau ra đây cho mình. Nếu không phải thì anh cậu mau chậm hơn đâu. Nhưng chúng ta là bạn bè mà. Lần này nếu cậu thích gì, mình sẽ cho cậu hơn. Cậu chạy với Nobita. Nobita, không biết thân phận.